mình sẽ làm một video giới thiệu về chế độ chơi chuyển tự do của chiến dịch huyền thoại vừa mới phát hành. Thì ở chế độ chơi này, những loại súng hay là những cách di chuyển phối hợp thì đều được hướng dẫn ở trong cái huấn luyện tân binh. Nhưng mà để lựa chọn một khẩu súng ưng ý bắn ở mắt này, thì nay mình sẽ thử bắn cho các bạn coi tất cả những loại súng trong kho hiện có. Bây giờ mình sẽ bắt đầu ra trận với khẩu 14A1 đầu tiên, thì để coi khẩu này có thực sự mạnh trong chế độ VK hay không. Bây giờ mình sẽ thử nó trong chế độ chơi di chuyển tự do. Đây mình sẽ bắn 5 năm. Khẩu đầu tiên mình lựa chọn để chơi ở chế độ này là 14A1. Các bạn cùng coi. Ở chế độ chơi này rất là mới nên các bạn là chú ý là chơi vài lần thì sẽ quen với cách di chuyển nhắm bắn, tại vì ở đây là nó có hỗ trợ nhắm bắn. Nên các bạn là chỉ cần dí súng theo thôi là nó sẽ tự rê vào đối thủ và bắn luôn. Đó, như thế này nè. Sắp chết rồi. Đây là vị... Đây đây, có một anh nằm ở đây. Trời ơi, bạn mình. Rồi, mình tiêu diệt một người rồi. Đây mình ngồi xuống. Đây có một người sắp chạy qua. Đứt vào đây. Vui và hấp dẫn. Đây đây. Mày đồng đội mình giết chết rồi. Đây đây đây. Hai mạng. Quá thơm. Đây là vị trí mình ưa thích đây. Còn nếu như mà càng qua thì phải chờ đồng đội quen hay gì đó càng qua. Rồi chưa kịp lên chết luôn rồi.
633 đầu tiên nó vô nó có giao diện như thế này. Rồi, đạn của nó như 76 viên. Sấy cho nó đã. Thấu mỗi một đạn ít nhưng mà được cái là phải lực mạnh. Phải bình tĩnh chứ không
sử dụng công lực. À, được một em rồi đấy. Video game FHD để theo dõi những video mới nhất về game chiến dịch hiện tại. Chào tạm biệt các bạn.